Sáng hôm nay em cập nhật clip một con bò cái mẫu Bombay nha anh chị. Bò này thì chiều cao giữa lưng thì trên 1m1, sau đít thì 1m10 mấy anh chị ơi. Tầm 8 tháng tuổi. Rúng thì rúng chèn, móng thì móng sò. Đuôi thì cây đuôi chà bá luôn anh chị, qua đang thui. Đó, mập ú ù mẫu Bombay nha anh chị. Bò này mẫu thả đồng, gu bạc. Một màu đỏ mặt. Qua trời yếm dậu không? Yếm hết nối luôn anh chị ơi. Cái đầu trụi lũi đỏ mặt luôn, đầu trụi luôn. Cái lực hết rối luôn. Bò này tiền bê không cũng 10 mấy triệu rồi anh chị ơi. Đó, thì anh chị thích cái mẫu Bombay thùng dạo này thì liên hệ số điện thoại em để vô hình. Đúng là lúng bản lúng chuyện anh chị. Gu vật như bò đực luôn anh chị ơi. Móng là móng sò kiện khú luôn. Quá trời cấp mình không. Tướng cao ráo rỗng rảnh anh chị. Đó, lưng đôi mẫu này thì nuôi con mát sữa không ốm anh chị ơi. Lâu no.